Hôm nay các bác cùng theo chân em kéo cá chim giống để gửi đi cho khách với em nhé. Xin chào tất cả các bác, em là trại cá giống Kiên Cường. Cá chim giống là một cái loại được nuôi rất là phổ biến hiện nay và có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Giá thành thì tương đối là ổn định nên là bà con vào giống rất là nhiều nhé. Với cái mẫu cá ngày hôm nay thì rơi vào khoảng từ 70 đến 100 con trên 1 kg. Cá rất là đều và đẹp này, sẽ được lọc qua cái rổ lọc nên là cái tỷ lệ con cá sẽ rất là đồng đều, nên là các bác cứ yên tâm vào giống nhé. Thức ăn chủ yếu của cá là cám công nghiệp dạng viên với cái độ đạm là khoảng 18-25%, hoặc là các bác có thể cho ăn xen kẽ các loại rau sạch như là bèo tấm này hoặc là rau muống đều được các bác nhá. Với khả năng sống rất là cao nên là cái giá con cá giống này nó cũng khá là mềm, nên là bà con nhanh tay chốt đơn. Các bác mà chưa biết nhập giống ở đâu thì hãy liên hệ trực tiếp với trại cá giống Kiên Cường. Mong rằng những cái chia sẻ bên trên thực sự hữu ích cho quý bà con để được tư vấn và hướng dẫn cũng như là tham khảo về nguồn cá giống chất lượng, kỹ thuật chăm sóc đạt chuẩn thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với trại cá giống Kiên Cường qua số hotline 0962 64 1111 để em tư vấn ạ. Và bên em có nhận ship tất cả các tỉnh Bắc Trung Nam các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.